Dàn sao việc chia buồn khi bà nội của Thúy Ngân qua đời Tối ngày 7 tháng 7, diễn viên Thúy Ngân bất ngờ thay đổi ảnh đại diện trên Facebook cá nhân, bức ảnh nền đen chữ trắng thông báo sự ra đi của người thân trong gia đình cô, con chào nội, nội đi mạnh khỏe, con thương nội. Trên Instagram cá nhân, Thúy Ngân bày tỏ tâm sự và những điều cô còn tiếc nuối vì chưa kịp thực hiện thì nội đã ra đi. Trời đêm nay mưa, mà nhiều sao sáng, còn hứa đưa nội đi du lịch còn chưa kịp làm. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhắn nhủ, hứa hẹn sẽ đền đáp bằng những nỗ lực trong cuộc sống để thành công như những gì mà bà cô mong muốn từ cháu. Nội yên tâm, ở trên đó nội muốn đi đâu cũng được, con tin nội sẽ hãnh diện khi thấy cháu gái làm được những điều nội mong đợi. Dưới phần bình luận của bài đăng, nhiều sao Việt như Lê Dương Bảo Lâm, đạo diễn Đoàn Nhất Trung, Ngô Kiến Huy, Ali Hoàng Dương đã bày tỏ sự tiếc thương, những đồng nghiệp gửi lời chia buồn đến nữ diễn viên cây táo nở hoa, mong cô sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn này. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ nổi tiếng, người hâm mộ Thúy Ngân cũng có hành động chia buồn tương tự.